Em chào các bác nhé. Hiện tại bây giờ đang là phiên tối của ngày 28 tháng 10 năm 2021 ạ. Tối nay thì em vừa cập bến được một số những cái mặt hàng như là giả hạc Hỏa Long này, cát thái, hoàng hậu đủ màu, kiếm gieo hạt, hàng cây trưởng thành bảo hành mặt hoa nhé. Và bên cạnh đó thì cái lô hàng châu thái hoa tết, lỗi lá em vẫn đang thanh lý là 220.000 cho một chậu hai cây đấy ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768. Và địa chỉ vườn lan của nhà em là ở ngõ 941 đường Trần Huy Liêu, thành phố Nam Định ạ. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng mà hôm nay em sẽ lên chia sẻ cùng cả nhà. Em lướt qua toàn bộ nhé, sau đó thì em sẽ đi lên em báo giá chi tiết đến các bác từng cái mặt hàng một. Nhiều lắm, rất là đa dạng phong phú luôn ạ. Mít rừng bóc trụ của nhà em vừa cập bến này, hàng siêu đẹp luôn nha các bác nhá. Đợt này em về được cái lô này thì nó có lẫn cả cái hàng mít xếp lẫn hàng mít dù dịt nhá. Đây, 400k một cân, hàng không bao ship, phí ship 40.000 nhá. Và cái hàng này thì một cân của nó cứ dao động khoảng tầm 2-4 cây một cân. Ở đây em có cân một cái mã cây to này. Đây là mã cây to 3 cây nhá. Nó rơi vào hơn 1 cân 3. Hàng có nụ hết rồi mọi người nhá. Như những cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc ghép lên cây thôi. Ghép lên lũa hoặc là mình trồng vào chậu luôn nhá. Hàng bao đẹp, bao lỗi lá này. Đây. Đẹp chưa? Nó có những cái size cây dao động từ 2-4 cây. Như những cái cây nhỏ này này thì một cân nó được khoảng tầm 4-5 cây nhá. Còn cây to thì một cân được 2-3 cây. Cây to, cây nhỏ hiện tại thì bây giờ đều đang có nụ hết rồi nhá. Đẹp lắm. Đồng giá 400.000 cho một cân. Cái này về bây giờ các bác ghép lên là tết kịp chơi hoa luôn này. Đây này, em vạch cái nụ ra cho mọi người xem nhá. Đây này. Đây, vạch cây nhỏ cho các bác xem. Cây nhỏ này, những cây nhỏ này. Hàng bao đẹp nhá mọi người nhá. Bao đẹp, bao lỗi lá này. Và đây nó là cái lô kiếm gieo hạt hàng cây trưởng thành mọi người nhá. Hiện tại thì bên nhà em đang cung cấp hai mặt hoa. Nó là cái hàng Phan Trí gieo hạt và hàng Xanh Huế gieo hạt nhá. Hàng em bán cho các bác đồng giá là 500.000 cho một bụi. Mọi người lưu ý cho em này, hàng này em báo rõ nó là hàng cây trưởng thành, chứ nó không phải là cái hàng giống như em bán 150 đâu nhá. Hàng cây trưởng thành này. Hàng gieo hạt chuẩn mặt hoa ạ. Phan Trí này. Và Xanh Huế nhá. Các bác biết rồi là cái công nghệ gieo hạt của Thái nó cực kỳ đỉnh luôn ạ. Toàn lai tạo những cái mặt hoa bố mẹ đẹp thôi. Để mà nói thì nó sẽ chính xác cái mặt hoa bố mẹ đến 70-80% nhá. Có khi mặt bông ra nó còn đẹp hơn ấy. Đây này, mọi người nhìn cho em này. Hàng kiếm lá láng này, lá láng nhá, bản lá to. Đây các bác nhìn cho em. Và trung bình một chậu như thế này, một bụi như thế này, nó sẽ dao động khoảng tầm 5 tép đổ lên. Đây. Kiếm lùn, lá láng, bản lá to. Và đối với những cái dòng kiếm này thì em cũng nói luôn cho các bác là do vận chuyển về đến nhà em này. Đây này. Là đã có một số những cái lá ấy. Nó do vận chuyển về nó hơi bị nứt một chút nhá. Còn cái hàng này thì đảm bảo không có cây thối đâu. Hàng gửi đi cho mọi người không có chậu ở đâu nhá. Em nhổ nguyên cái bụi này lên này, gửi đi cho các bác. Và cái kiếm này nó cũng không ưa nước nên là mọi người cho vừa phải nước thôi nhá. Tưới vừa phải nước thôi. Cố gắng đừng để nước nó đọng quá nhiều ở kẽ lá này này. Nó đọng là nó sẽ gây thối nhũn cây nhá. Và cái giá thể trồng của kiếm thì mọi người trồng bằng vỏ thông vụn cho em. Tuyệt đối mình không trồng bằng than hoa nhé. Vì cái than hoa nó nó rất là dễ bị bệnh, gây bệnh cho cây. Đây.
Hiện tại em đang có hai cái mặt hoa của kiếm, hai giống kiếm Phan Chí và Xanh Huế. Đồng giá là 500.000 cho một bụi. Một bụi nó cứ dao động từ 5 tép đổ lên. Hàng kiếm lá láng, kiếm lùn lá láng, bản lá to nhá. Đẹp lắm các bác ơi. Tiếp theo video thì em sẽ lên cho các bác một cái lô cát thái của nhà em nhé. Một dòng lan cực kỳ đẹp luôn ạ, đa dạng màu sắc nhé. Như cái lô cát này của nhà em thì nó có nhiều màu, thế nhưng mà chủ yếu phần lớn là nó là cái màu trắng, cánh trắng, họng đỏ như thế này này. Cánh trắng, lưỡi đỏ. Cát này là cát một lá sai đại nhé, hoa siêu thơm luôn ạ. Ngày hôm nay thì em xin phép lên chia sẻ đến các bác một combo cát gồm 3 chậu. 3 chậu như thế này nhá. Với giá là 350.000. Đây, cứ 3 chậu cát như thế này là một combo có giá là 350.000. Và các bác lưu ý cho em này, hàng bên nhà em là luôn luôn không bao ship. Phí ship đồng giá 40.000 một thùng hàng nhá. Đây. Mọi người nhìn cái bộ rễ thích chưa? Phê luôn này. Hàng cát sai đại. Cát một lá nên là một cái dã hành này của nó này, nó chỉ có từ 1 đến 2 bông hoa thôi nhá. Và hàng của nhà em hiện tại là nó đang bắt đầu sưng nụ, chưa có mèo nhá. Mọi người lưu ý cho em là hàng chưa có mèo. Nhưng mà cát này ra hoa quanh năm này, cứ độ khoảng 4 tháng cho hoa một đợt. Lưu ý đến các bác là cái cát này nó không ưa nước, nên là mọi người tưới nước vừa phải thôi. Và hàng này về bây giờ các bác sang chậu cho em nhé. Vì cái dòng cát này nó đẻ con rất là mạnh. Mọi người sang cho em cái chậu size to hơn để cho cây nó phát triển nó mạnh hơn nhé. Đây. Và thực tế như hình em quay này, các bác lưu ý cho em, cát này nó sẽ không được đẹp mướt mát 100%. Kiểu gì nó cũng sẽ hơi lỗ một tẹo. Lỗ này là cái lỗi do vận chuyển về này, hơi sứt lá một chút thôi nhá. Còn em bảo hành cho mọi người là không có cây thối. Đảm bảo là không có hàng thối luôn. Đây. Nó gọi là nó hơi bị vỡ vỡ cái đầu lá một tí thôi. Và thi thoảng bị một lá thôi nhá, chứ không phải là cây nào cũng bị đâu. Đây này. Đẹp chưa? Vũ nữ hoàng hậu của nhà em các bác nhá. Đây là một trong những cái loài lan được mệnh danh là hoàng hậu của các loài hoa. Đây. Cái lô vũ nữ này thì đợt này em về được có rất là nhiều màu nhá. Ngoài cái hoa xanh ra thì em còn về thêm được cái màu cẩm báo và màu đỏ. Hàng thì đồng giá là 220.000 cho một bụi. Hàng không bao ship nhá các bác nhá. Nên là các bác vui lòng cộng cho em 40.000 tiền ship ạ. Đỏ này. Đỏ này nó dạng nó đỏ sô cô la. Đây hàng cẩm báo đây ạ. Chủ yếu là phần lớn là cái màu này này. Em thấy cái màu này là màu đẹp nhất, sang nhất, cho nên nhà em nhập cái số lượng lớn cái màu này nhá. Những màu kia thì có. Nhưng tại vì em thấy cái màu này đẹp nhất, sang nhất này nên là nhà em nhập nhiều hơn. Đó. Đây. Hàng cực kỳ đẹp nhá, hàng củ to này. Mà tầm này mầm con nó đang lên rất là nhiều luôn, lá xanh mướt ạ. Trung bình một chậu như thế này thì nó có khoảng tầm 4-5 củ. Mọi người lưu ý cho em là những cái lan ấy ạ, mà những cái giá hành nó to này này, những cái gen cái giá hành nó to này thì cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Nên là các bác hạn chế tưới nước cho em thôi, không cần phải tưới nhiều nhá. Đây. Như cái dòng hoàng hậu này này, cái cách chăm sóc của nó thì mình tưới cho em B1 một tuần từ 1 đến 2 lần. Và cái giá thể trồng của nó mình để chọc như thế này cũng được nhá. Không cần phải cho quá nhiều giá thể đâu ạ. Vì cho nhiều giá thể và nó không thoát được nước, nó sẽ gây thối nhũn cho cây nhá. Mà các bác sợ nó trơ thì mình chỉ cho em một vài cái vỏ thông dạng to như bàn tay này, để cho nó lấp lấp đi thôi. Tốt nhất là mình không nên cho giá thể. Cứ mua cho em một cái chậu như thế này này. Chậu nó có những cái lỗ to này nhá, để nó có cái độ thoát nước ạ. Tuyệt đối là hoàng hậu này mình đừng trồng vào chậu sành, chậu sứ, vì cái độ thoát nước của nó không lớn. Cứ trồng vào chậu nhựa này cho em này, và để chọc như thế này thôi.
Vì cái này mà trồng quá nhiều giá thể và tưới quá nhiều nước nó rất là dễ bị thối nhá. Đó, hàng đồng giá là 220.000 cho một bụi. Em có hiện tại em đang có 3 màu, màu đỏ, màu cẩm báo hay còn gọi là màu da beo đấy ạ. Và màu xanh. Cá nhân em thì em thấy là cái màu xanh là cái màu đẹp nhất. Nhìn nó sang nhất đấy ạ. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Còn đây nó là cái lô giải hạc mới vừa cập bến của nhà em nhá. Nó có cái tên gọi nó là cái hàng hỏa long. Đẹp chưa mọi người ơi? Năm cánh trắng môi đỏ nhá. Đỏ như đánh son luôn ạ. Mà giá thì cực kỳ yêu. Hàng này thì em cũng chia sẻ đến các bác một combo 2 chậu. 2 chậu mỗi một chậu 2 thân, tổng cộng của nó là có 4 thân tất cả với giá là 300k. Đây này. Hàng thực tế luôn nhá. Hàng của nhà em thì hiện tại bây giờ có những thân nó đang đi ngọn, có những thân nó đã thắt ngọn rồi ạ. Đây mọi người nhìn cho em này. Những cái lá này này thì không thể nào mà tránh khỏi. Cái này là lỗi vận chuyển về nó bị gập lá nhá. Gập lá này. Nhưng mà nó chỉ cây của nó chỉ bị một hai lá bị như này thôi ạ. Không phải lá nào cũng bị nhá. Nhưng mà bù lại thì mình được một cái mặt hoa rất là đẹp luôn ạ. Hỏa long nhá. Giả hạc hỏa long ạ. Năm cánh trắng môi đỏ. Ôi, nhìn nét căng luôn, đẹp lắm. 300k này, một combo 2 chậu. Nghĩa là có 4 thân tất cả nhá. Mà thân của nó thì mọi người lưu ý cho em, nó sẽ có thân ngắn, thân dài. Nó không thể nào nó bằng nhau 100% được nhá. Thân ngắn, thân dài, xen kẽ. Cứ 300k là các bác sở hữu được 4 thân rồi. Mỗi một chậu 2 thân nhá. Đẹp chưa? Hiện tại bây giờ thì chiều dài này, em đo luôn chiều dài của một thân này. 2 này, 4 này. Nó cứ khoảng tầm 50 cm đổ lên. 50 cm đổ lên nhá. Có một số thân thì nó hơi ngắn một chút thì nó được khoảng tầm 45 cm. Còn nó cứ trung bình tầm 50 cm đổ lên ạ.